vụ truyền hình cáp và FPT Play miễn phí. Bắt kịp nhu cầu đó, SHARP cho ra đời hai dòng sản phẩm TV Android và Easy Smart. Điểm khác biệt nổi bật của các TV SHARP là tấm nền được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản với chất lượng tuyệt hảo bền bỉ. Đây là tấm nền thế hệ thứ 10 được SHARP áp dụng cho các mẫu TV thế hệ mới của mình. Với dòng TV Android, khách hàng tha hồ trải nghiệm nhiều ứng dụng được tích hợp bên trong, đưa bạn đến thế giới giải trí bất tận. Bên cạnh đó, tính năng Real Color có khả năng tái tạo giải màu sạc rộng hơn 123% so với các TV thông thường, điều đó giúp cho hình ảnh sống động và trung thực hơn, ngoài ra còn cho bạn những trải nghiệm về khung hình một cách tươi đẹp và sống động như thật đặc biệt khi thưởng thức cảnh về thiên nhiên, con người. Voice search là điểm cộng cho việc nhanh chóng tra cứu các thông tin chỉ bằng giọng nói vô cùng tiện dụng và dễ dàng, thay vì dùng phím điều khiển để nhập từng ký tự, thì bây giờ voice search cho phép người dùng nhập nội dung bằng giọng nói giúp cho bạn dễ dàng tìm kiếm các bộ phim, video hoặc các nội dung yêu thích khách trên YouTube. Còn với khách hàng có nhu cầu đơn giản như xem phim trên xem chương trình giải trí bằng IOUTUBE thì SHARP cung cấp dòng TV tên gọi Easy Smart với kích thước từ 32, 60. Lợi thế của Easy Smart đó là cả hợp lý với nhiều kích thước cho gia đình có không gian sinh hoạt từ nhỏ đến lớn. Dòng Easy Smart còn dễ dàng sử dụng hơn với ba ứng dụng được cài đặt sẵn, Screen Mirroring, YouTube và Web Browser. Tính năng screen mirroring hỗ trợ trình chiếu tất cả nội dung hình ảnh, video từ điện thoại sang màn hình lớn của TV chỉ thông qua vài bước kết nối. Tính năng này giúp bạn dễ dàng thưởng thức các bộ phim, chơi game hay đọc báo trên màn hình lớn của TV. Giao diện được trang bị hai ứng dụng cơ bản: YouTube, web browser. Giờ đây bạn có thể thoải mái sử dụng TV để lướt web, đọc tin tức và xem các video trên YouTube một cách dễ dàng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi trên toàn quốc tại các hệ thống Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh điện máy chợ lớn. Nhanh chân đến ngay siêu thị điện máy gần nhất để được tham gia chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 5 của Sáp và có cơ hội trải nghiệm TVSHARP trọn vẹn hơn. Theo đó, từ ngày 15 trên 5 đến hết 30 tháng 6 năm 2019, khách hàng mua TVSHARP nhận ngay ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ phí truyền hình cáp lên tới 600,000 đồng tùy mô đen. Riêng với TV thuộc dòng Android, khách hàng được ưu đãi cộng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí gói truyền hình FPT Play gọi ngay HOTLINE 0941 810 910 hoặc 028 3862 8898 để được tư vấn. Chi tiết vui lòng xem tại đây.